chúng ta nhìn luôn được ở đằng sau của cái xe có những cái gì đi lại, hiển thị rõ ràng cả biến đỗ xe của cái xe Sorento 2021, khả năng lưu lại hành trình và cái video lưu lại là có tốc độ. Xin chào các bạn, đây là chiếc xe Kia Sorento 2021 bản Luxury. So với các cái phiên bản full thì người dùng Luxury có một cái thiệt thòi, đó là cái bản này nó không được trang bị camera 360. Nhưng cái thiệt thòi đó ngày hôm nay đã được IK Việt Nam lấp đầy. Chúng tôi đã phát triển thành công một mẫu camera 360 cho Kia Sorento 2021 với đầy đủ các tính năng thông thường cơ bản của camera 360 và cả những tính năng nâng cao của Eleview V5. Đây là bộ Eleview V5P dành cho Sorento 2021. Và trong video clip này chúng ta sẽ review nó, xem nó hoạt động như thế nào, tất cả từ bên ngoài đến bên trong. Xin mời các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem bốn cái mắt cam được lắp như thế nào nhé. Đây là mắt cam gương, các bạn có thể nhìn thấy độ mỏng và dẹt của nó, lắp rất là gọn gàng ở trên gương. Với mắt cam trước thì chúng tôi cũng đã có dưỡng của Sorento 2021, lắp rất là đẹp, gần như là bản full của xe. Gương bên trái và cả đằng sau, cam sau cũng được lắp vào đúng hốc cam zin. Đây là chiếc Eleview V5 bản P dành cho Kia Sorento 2021. Và như các bạn có thể thấy, mô hình chính là mô hình của Sorento và màu là màu trắng của cái xe này. Đồng thời, biển số cũng là biển số của cái xe này. Đây là một điểm rất hay và đặc biệt của Eleview V5. Khi các bạn lắp camera 360 Eleview V5 bản P này thì các bạn xi nhan, các bạn cũng có thể nhìn ở đằng sau, nó thể hiện ngay ở trên màn hình cam. So với bản full thì cái Eleview V5P này chúng ta có thể nhìn được toàn diện ở phía đằng sau, một khung cảnh rộng hơn, chi tiết rõ nét hơn, nhìn được rõ tất cả các cái xe đi ở đằng sau. Một trong những điều cơ bản của camera 360 ở trên bất kỳ một cái xe nào đấy là đánh lái. Và đánh lái cũng đã được IK Việt Nam phát triển thành công ở trên Kia Sorento 2021. Các bạn có thể đánh lái khi lùi, đánh lái khi tiến, vân vân. So sánh với lại camera 360 bản full thì đối với bản này, khi chúng ta xi nhan, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cái bánh bên trái hoặc bên phải tùy vào hướng chúng ta xi nhan, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ bánh và có thể đỗ được sát lề. Đối với Eleview V5 thì chúng ta có thể xi nhan khi tiến và xi nhan khi lùi. Xi nhan khi tiến thì chúng ta sẽ nhìn thấy bánh ở đằng trước, còn xi nhan khi lùi chúng ta sẽ nhìn thấy rõ bánh ở đằng sau. Cái này hỗ trợ rất tốt cho chúng ta khi mà chúng ta muốn đỗ sát lề. Eleview V5 cũng có thể xi nhan hai bên, là chúng ta sẽ nhìn thấy đồng thời hai bánh hai bên, giúp chúng ta đi vào những cái đoạn đường hẹp mà khó khăn, ví dụ như là đi qua các cái chợ một cách dễ dàng, an toàn. Một trong những tính năng cao cấp đấy là cảm biến đỗ xe. Eleview V5P có thể hiển thị rõ ràng cảm biến đỗ xe của cái xe Sorento 2021 này, cả cảm biến tiến và cảm biến lùi. Việc hiển thị cảm biến đỗ xe ở trên màn hình cam sẽ giúp chúng ta nhiều hơn nữa trong cái việc lùi đỗ một cách sát gọn mà không sợ đâm vào cái xe trước. Đối với vạch xanh, vạch vàng đến vạch đỏ thì lúc đấy nó mới gần sát, còn vạch xanh thì chúng ta vẫn có thể lùi được. Cái cảm biến đỗ xe này còn có một cái hay nữa là khi chúng ta đi gần sát vào một cái vật cản nào đó thì cảm biến đỗ xe sẽ giúp cho cái camera 360 có thể tự bật lên và giúp chúng ta quan sát luôn được ở phía sát đấy là nó vướng cái gì, nó như thế nào. Tính năng cao cấp nữa đấy là cái khả năng tự bật cam khi chúng ta đi tốc độ thấp. Đấy, chúng ta có thể set là 10 km, 20 km, 30 km, thì khi chúng ta chạy từ tốc độ cao xuống thấp, camera 360 sẽ tự bật giúp chúng ta quan sát được xung quanh. Một cái mà hơn hẳn của Eleview V5P so với lại các cái camera zin đấy là khả năng lưu lại hành trình. Nó có bộ nhớ trong 16GB giúp chúng ta có thể lưu được khoảng tầm 12 tiếng đồng hồ. Và cái video lưu lại là có tốc độ, tức là cái đây là chính là tốc độ của xe chạy. Thì dựa vào đây chúng ta có thể nhìn được là cái xe của mình chạy tốc độ bao nhiêu. Nó là căn cứ để chúng ta xử lý các sự cố. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu một số tính năng cơ bản của Eleview V5P dành cho Kia Sorento 2021. Hy vọng các bạn sẽ thích nó. Và nếu các bạn muốn có một bộ Eleview V5P cho chiếc Kia Sorento của mình
xin liên hệ với các đại lý của IKEA gần nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.